Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức buổi họp báo thông tin về tình hình phòng chống cơn bão số 14 và tình hình thiệt hại và những biện pháp khắc phục sau bão. Theo đó, cho đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xác định có 2 người bị chết, trong đó một người bị chết sau bão ở thị xã Quảng Yên vào khoảng 3 giờ ngày 11 tháng 11 năm 2013 đi thu lưới lờ đánh cá, và một trường hợp do ở lại tàu bị gió đánh chìm tại đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, đã vớt được xác và đưa về gia đình làm thủ tục an táng. Ngoài ra vẫn còn 2 trường hợp mất tích, 7 người bị thương. Toàn tỉnh có 70 nhà bị đổ, 2.347 căn nhà bị tốc mái, 1.079 nhà bị ngập úng, 16 phòng học bị tốc mái, 715 công trình phụ bị hư hỏng, 90 tàu thuyền bị chìm trong khu neo đậu, 360 m2 bè mảng bị hỏng, 7 cột anten viễn thông bị đổ, 3.360 m2 nhà lưới bị hư hỏng, 1.586 hecta hoa màu bị hư hỏng, nhiều cây xanh trên đường phố bị đổ và gãy, không có hiện tượng đê điều bị vỡ. Ước tính tổng thiệt hại tại thời điểm này lên tới 200 tỷ đồng. Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cung cấp thêm các thông tin về chính sách hỗ trợ đối với đối tượng bị thiệt hại.